Vip, Spark League, Scream của Việt Nam. Đấy. Scream VN. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bạn tiếp theo, một demo đến từ bạn Quý. Vâng, bạn Quý gửi một cái demo. Và chúng ta cùng xem cái demo ở đâu rồi. Một cái demo bạn Quý mình đã đào về rồi. Thí sinh mang 15 điều à? Mang mã số 02. Ui dồi ôi. Đây rồi. Năm 9 mà. Tuyệt mẹ mày. Hơn cả Scream mẹ. Phá kỷ lục thế giới mẹ. Quái lồ nữa. Thế này mà sao cái địt mẹ không bảo tồn động vật hoang dã nhỉ? Địt mẹ phải cần ghi vào sách đỏ. Thanh vân này phải cần ghi sách đỏ. Thế lại thì tôi mình sẽ không hỏi lại là bạn đấy cần report ai nữa. Chứ mình định gọi điện hỏi xem là bạn Quý bạn định report thằng nào. Nhưng mà nhìn sau bảo của đó thì mình cũng nghĩ là cái này thì đừng hỏi nữa cho nó đỡ mất thời gian. Hình bạn Scream thì... mà lúc nãy là bạn ấy bắn ở Envious thôi. Tao đích là vừa mới vô địch thì nó bắn cả hai. Tao đích cả thằng đấy tên tao đích cả. Tao đích tên tao đích. Đây rồi bạn Tiểu Quý đây này đấy. Bạn Tiểu Quý report bảo bởi vì team mình cũng có Smurf mà ảnh bảo thằng top bên kia chắc chắn hack. Vâng. Thằng Rake cái sau ấy. Tôi nhìn thấy trong trận này có thằng Drake mà. Đâu? Đây này, từ từ. Có Drake mà. Đúng không? Đâu. Từ từ. Sao đây này? Tên bị đổi nhỉ? Tên lại bị đổi nhỉ? Thế thằng Taric đâu? Tên nó đổi theo team của mày hiện tại mà. Thế không tên Taric nhỉ? Nó link theo Steam của mày hiện tại nhưng nó không lưu cho demo. Taric là thằng lồn rồi nhỉ? Đéo hiểu, anh đéo biết. Chắc là thằng nào team bên... anh ơi, check ngay cho em thằng cầm R8 ấy, anh bỏ tab, anh bỏ tab ra đi. Có thằng cầm R8 ấy, anh check thằng R8 với thằng Lafhorn đấy. Có đúng không? Có đúng là Taric không? Lafhorn à. Không, chắc không lại. Nhắc đến R8, hôm trước em phải một trận. Đây, từ cho một trận không gram nhá, gặp một thằng khách nhá. Chúng ta phải xem lại từ. Nó chỉ bắn R8 thôi. Nó cứ còn kẹt đi nó chết đấy. Như phim ma luôn, kinh không? Thế là cao bồi. Anh ấy là Taric. Đấy nhưng mà lúc F2 không thấy tên Taric đúng không? Nó tính theo. Nó đổi tên, để anh cấm vào profile đi xem tên anh ấy là gì. Mà Taric mà. Xem tên trước đấy. Hako. Nhìn avatar anh ạ. Ờ. Nhìn giống hơi giống Hàn TK à? La Phỏng đấy. Còn ai AB mà nhớ đây, hai skin nhớ mấy cái tên này thì còn lại là thằng Taric. Đi mày. Chúng nó hình như nó là Tun thì lại đổi tên hay sao? Đéo hiểu rồi. Điên à, bắn xem 3 ván là hiện hình. Thì phải Taric mới vô địch bây giờ đấy. Đấy hai skin La Phỏng này, Riyadh này. Azun đây rồi. Ok. Singapore đấy. Mẹ Singapore lại có nhân tài như thế này mà em không biết. Mày dạo này không được, mày dạo này mày ít xem giải châu Á, mày không tìm được kiếm được những tài đang trẻ như thế này. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đến với cả player Azun, một player vừa ghi tên mình ở sách đỏ động vật hoang dã không. Đấy thì bây giờ mình phải xem đây là một nhân tài bọn Singapore chưa tìm được, bây giờ mình mua nó về thì mẹ đầu quân cho team Việt Nam đi bắn bây giờ. Đây là Taric người Singapore ở đây rồi. Đấy, anh đấy. Tiểu Quý đi đâu là? Tiểu Quý đi đâu này? Tham minh chuẩn rồi, này. Quả đấy lộ tiếng rồi, lắc ra là chuẩn mà. Nào hai viên, viên này. Một viên. Ừ thì đây bảo là viên thứ hai. Chết hai thằng còn gì? Còn hai đấy. Tí em bắt di chuyển đơn giản. Nhá chuẩn đấy. Bao nhiêu giờ chơi? Chuẩn đấy. Ô nhá chuẩn mà. Nhá chuẩn. Tôi này nhá chuẩn. Nhưng mà 59 mạng thì hơi quá đà. Đặt tâm tốt nhỉ? Đây là tâm tốt phết đấy. Đặt tâm tốt, di chuyển tốt. Đọc mát được. Quá hợp lý vậy luôn. Bây giờ có game sen cao. Ờ, tham minh chuẩn này. Trốn đi đâu? Không hình như đồng đội report ở trong cầu cái sao ấy. Biết rồi. Nghe lúc nó spam ở mình là biết rồi. Biết rồi. Con này chuẩn, đặt tâm chuẩn. Này, chắc anh là phỏng chứ thằng kia chứ. Ôi! Bên kia thì mẹ ông kia vãi lồn đấy à? ông Captain Ameriquê này bắn vãi rồi. Làm nào biết rank của bọn này là rank gì? Anh xem nó bắn bao nhiêu tiếng. Từ 2015 service medal này. Ui. Kinh nhờ. Nhiều phết đấy chứ nhở. Chúng ta cùng xem qua profile một tí. Đầu tiên thấy nó bắn là tốt đấy chứ. Nó di chuyển ra từ hợp lý anh nhưng có 800 tiếng thôi. 800 tiếng thôi. Bạn này ở mấy năm rồi, mỗi hôm vào chơi game 15 phút thôi, một trận thôi. Profile là có cái link gì anh nhỉ? Link gì? Facebook hay sao anh? Facebook thật luôn kìa. Ủa, Alan Walker, Alan Walker. Thôi chúng ta đừng đánh giá người có vẻ bề ngoài. Đúng rồi, phải xem. Nhớ đâu đây là một nhân tài thật. Vừa rồi thấy di chuyển cũng khá tốt. Cái gì ấy, bị cái gì ấy? Bị gì đâu, nó đứng im ấy chứ. Nó chờ đồng đội.
đồng đội ra bắn nhau ấy. Đấy, đồng đội chết thì nó mới ra đây này. Này là tâm chuẩn cực. Em thề đạp tầng lóc luôn. Trong quả vừa rồi nó bắn thì không phải êm lóc rồi. Tại vì turn đầu tiên trượt đến viên gần cuối bắt đầu cái vào mồm. Này là tâm chuẩn cực luôn ấy. Ờ, này là tâm. Cứ xem đi, cứ xem đi. Đây này, quả này 2v3 này, quả này khó này. Nếu bạn này là hack, cũng là hack của trình độ. Đạt tâm chuẩn lắm. Kê chuẩn này. Nhìn thằng này đánh bắn tao lại thấy một vài hình ảnh đến mẹ này. Giống tao. Chúng tao hiện về, hiểu không? Đạt tâm chính xác phết. Nó bồn nhặt SG luôn ạ. Cục quá lồn 2v2 xem đi tích bom nè. Thằng đồng đội đứng kia thì đứng đây là hợp lý. Ui, ném một flap tốt đấy chứ. Nhảy ném luôn ạ, muốn điểm cơm bạn. Ui, cái lồn gì đấy? Cái lồn gì thế? Tao cũng đéo hiểu cái lồn gì. Cái này chắc chắn không phải em lock. Ừ, sao? Không, bạn này không em lắm. Chưa biết. Là gọi là mấy năm mình chưa có gọi là đi mẹ mày đấy là phản xạ nhanh. Có đấy flick nhanh, làm nó lắc quả flick nhanh vãi luôn. Mỗi người một kiểu chơi game khác nhau, không biết à. Đấy, teamwork này cẩn thận vãi luôn trong Rao Eco này. Nào. Ừ. Còn này bình thường cùng phải cả nó. Tôi thấy cái ông Ameriquê này. Là vãi lộn này. Đi mẹ. Nên là người ta nhờ report Ameriquê. Đó, Ameriquê cùng team với tiểu quý. À, thế à. Chắc là ông bạn Smurf đấy. Chẳng ngày không biết anh gì. Không nhớ là trong lead tôi thấy quang Drake mà. Kê khôn phết chứ đi mẹ. Kê đúng kiểu kê đừng vào, không lắc ra. Không ngó nghiêng nhiều để cho thằng quận chỉ nhìn kìa. Thằng quận chỉ là thằng đào, đào. Thằng này chỉ kê thôi. Không rườm rà, thao tác rất là gọn gàng. Không thừa thãi. Có smoke lỗi, con mẹ mày. Smoke này mà chạy qua nó bắn nó ỉa là quần rồi đi con mẹ cả tim. Bạn quý để sự tín. Ném hơi mạnh tay. Đó của thằng Rian đấy. Thế à? Ở thằng Rian kìa. Rian ở trong đó. Đâu, quả smoke đập đây mà là thằng BT ném à. À, phải đẹp lại quả nữa. Vẫn lôi ạ, đi con mẹ phải tốn hai quả bò. Đi đã nào. Đây rồi, chuẩn rồi, quả lát chuẩn này. Chuẩn. Ồ, thằng này bắn tốt đấy chứ. Thằng này bắn tốt, bắn tốt. Tốt mà. Nó bắn 5-9 mạng rồi gì thì vẫn phải xem. Ờ, thì đi mẹ 5-9 mạng người ta cũng chưa nhìn thấy thằng nào bắn được tay bắt 5-9 mạng mẹ. Kinh vãi luôn, nó phải tầm kiểu Hoàng Kèn. Nhưng thằng Hoàng Kèn bắn điểm tích nhất lồn nó nào đâu. Thằng Hoàng Kèn nó đẩy những con chó dại ấy. Nó mới được 5-9 mạng. Đều rồi, nghe đấy, thằng kia bắn chết mẹ anh cho mòn. Được kê luôn, hợp lý vậy. Rồi, một thằng này xử lý dụng vãi tao vãi lồn luôn, ít con mẹ. Thật mà nhìn thằng này bắn giống cái kiểu của tao bắn ấy. Đâu là Captain Ameriquê. Ờ, đây, 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 đây. Anh Ameriquê bắn vãi lồn. Kê góc này là đéo đẹp lắm, góc này góc đường vào nó vẫn check. Rồi, chắc bò. Bạn này cho nó đặt bom, rồi, cho cái rồi. Cho nó đặt bom đã, ok. Ủa, bảo ngay. Nghe đi rồi, đi nghe rồi. Kê đẹp vãi lồn, đi mẹ nó kê bỏ khôn vãi lồn. Thằng này bắn tốt đấy. Đi mẹ mày, này bắn tốt. Ok, quả này khôn vãi lồn, kê góc, đúng góc, gọi là góc di chuyển. Cũng có thể thằng này là smurf. Vãi lồn luôn thì đéo phải smurf. Thằng này chuẩn. Chuẩn mà. Xì chu. Ủa, nó ném quả nết đắn nót này là tao biết rồi. Nó căn thằng mình thì nó ném cơ. Tao nhìn quả nết này tao biết là nó bắn kinh rồi. Quả nết đấy đi mẹ mình. Ít, rất ít thằng căn vết ném quả nết kiểu đấy. Tại vì quả nết đấy nó nổ chỗ gần cái gốc cây với cả góc vuông mà bọn nó hay hâu ấy. Đấy, cái quả nết tao cũng hay ném. Bọn thế giới nó rất hay ném quả nết đắn nót như vậy. Nhưng mà tao rất thấy rất ít thằng bắn ranh ném quả nết như vậy. Bạn này chắc bắn đơn giản vãi lồn đấy, nó chỉ thế này thôi, nó cần phải thao tác thừa lồn thôi. Mấy ông địt mẹ Việt Nam nó múa nhá lắc từ Spotify một tí cha đẹp lồn này. Wow, flat của nó cũng chuẩn thế, địt con mẹ mày. Đang có flat mù kia kìa. Wow, kê khôn đấy, địt phải chó kê khôn đấy, địt có mẹ kê góc này là gần là khôn rồi. Vậy chắc xếp không cứu không, từ từ 2v4 thì cứu thế lồn là được. Thế em thấy thằng này đặt tâm. Ờ, đặt tâm thì tốt vậy lồn. Ôi, còn flat đi, con mẹ mày. Còn flat rồi ném hai chuột à? Đúng không? Một chuột à? Tưởng hai chuột, ờ. À, không. Đặt tâm tốt, vãi lồn. Đặt tâm ý đồ thật. Đặt đầu. Nó định bắn đâu nó đặt cái luôn mà. Nó không hề biết là sau lưng một thằng. Không hề biết một tí nào luôn. Ôi đi, con mẹ nó bắn lỗi ạ. Sao về kia chắc rank vãi lồn Nova à? Chắc thế. Thì ta xem kết thúc rank hiện ra xem là gì. Thằng này bắn tốt quá. Bên kia bắn lỗi.
Thằng này nó chả buồn luôn. Lồn chứ. Đấy, quả nết của bọn em cẩn thận thế này cơ mà, địt con mẹ mày. Quả nết này mà bọn nó cứ chạy nhanh là ăn nó đòn. Quả nết này là hay để nổ cho cái thằng chạy đầu tiên. Thế rồi, nó nghe rồi, kéo lắc cần thăm mình. Smoke bay vào phát nó chạy ra luôn. Để giống mình nữa, kéo thế. À, có lỗi cọc lát. Ờ, cọc lát này mà gặp mình bắn chết ngay đi mẹ cọc lát này. Không hay đâu. Không hay. Nếu mà này cọc lát đập đất ấy, xong đi ra cùng giống thằng Stewie ấy, đi ra cùng cọc lát ở sau lưng ấy, đi bãi rồi. Ừ. Thì hàng kia đúng là sắp mà lờ luôn. Còn thầy, đến bây giờ thì vẫn nó bình thường, bắn tốt. Thì là nó bắn tốt rồi. Bởi vì thường những thằng hack nhá, là nó đẩy kinh cực. Bởi vì nó biết con nó kia ở đâu mà. Kiểu học cốn với đồ, thằng này bắn giống tao phết. Tại vì nó bắn bị động. Không đẩy ra nhiều. Đúng rồi, thằng này chỉ hâu rồi. Hâu rồi. Nó kêu off cẩn thận, chuẩn vãi luôn. Bắn hâu. Kêu off cho ai là chuẩn vãi luôn. Kêu off là phải đứng ở cái dưới này chứ đéo phải đứng trên quận chỉ đâu. Quận chỉ dễ ra, nó bắn vắt mồm nó địt mẹ mày. Cả mấy thằng tay to phản xạ nhanh ra, nó bắt vào mồm cái góc dưới này, bọn nó đéo bây giờ nó lắc ra nó check luôn. Và nó bảo lắc quận chỉ trước. Hợp lý vậy. Rồi nhìn thấy rồi. Bây giờ chỉ có trâu. Hack thì chết luôn. Ờ, hack bắn chết rồi. Giờ nó chỉ kê thôi. Một kia lì đẩy ra thì tưởng giờ chúng vãi rồi. Thì nó pro đấy. Quả đấy mà khăn thấp lên chỉ là chúng rồi. Ngá một nhịp. Địt mẹ mà nhầm con ngá một nhịp thì kiểu cẩn thận vãi luôn. Bạn này vẫn chung. Ôi quả flash để nhảy ném địt mẹ mày. Em xem DS đi anh. Em thấy toàn mối DS toàn. Kìa. Toàn mình xa. Đưa đi. Đưa đi. Xem đoạn đầu thì thấy nó bắn tốt. Xem bao đến 30 mạng rồi, 18, 21 rồi. Ủa 21 mạng rồi. Mà team vẫn thua 83 anh kìa. Team toàn xếp kin mà. Toàn xếp kin mà anh. Về sau, mình xem đoạn về sau. Ui, vãi rồi. Đồ 30. Team này bắn thọt quá. Tiếp rồi. Toàn xếp kin kiểu A chết hết đi. Ủa 11, 4 này. Xem từ ra này đi. Đây, xem từ phía sai. Bị lật kèo. Ờ, bị lật kèo. Lật 15 đều. Wow, 15 đều. Bên kia nó xếp pin, có xếp pin được bao nhiêu mạng? Ben ơi, cho xin cốc nước Ben ơi. Nước gì anh? Nước lọc. Tao thế. Ê, xem đi mày. Xem này. À, rớt lầu. Xem nào. Thằng ở đây quê bắn bãi đài. Bắn cái mồm dưới đó. Nó tâm tốt thật. Đi bạn này là tâm tốt vãi luôn. Ông Americoe bắn ghê đấy chứ. Đặt tâm giống mình thật, đúng kiểu bắn nó bắt kê con mẹ sang bên phải luôn. Tôi nhìn lên một hình ảnh của tôi. Đây các bạn thấy 659 mạng rồi, cuối cùng cái thằng 59 mạng đúng lại. Hình như đéo phải là thằng hack, còn cái thằng ấy mới là thằng hack. Thì có mẹ câu chuyện đấy, thế nên những cái câu chuyện chửi hack nhiều lúc tưởng nó là thật nhưng mà khi nó lại đéo phải là như mình nghĩ. Đôi khi nó bay thôi. Một là bay, hai là đặt tâm chuẩn vậy rồi. Tất cả những tình huống đặt tâm sau tường của nó đều có ý đồ. Đều đặt vào đâu đó đúng không? Chứ có bao giờ nó đặt vu vơ đâu. À, ok, khe này. Úi xồi, địt con mẹ mà đúng rồi. Tao chết được ngồi khe này khe. Tại vì đi mẹ nếu mới nhảy qua thì nhìn thấy mà đứng dậy ra bắn được luôn. Mấy khe này an toàn đấy luôn. Chú đéo là check được không này. Chú nó kiểu nhảy qua đây chú nó toàn phải check city bay. Khe này hay vãi lồn luôn. Khe gần như lúc nào sẽ có một mạng. Ngu học này. Ngu lồn này. 4v2 để có khói. Máu với con solo B. Vãi lồn tí. Vãi lồn solo B. Đi qua sầm mốc kiểu. Ê, không phải. Tầm này kiểu. Không phải không thì này, chúng mày đánh răng rồi đưa bố về uống nước à. Sao tao biết nhỉ? Thằng đánh chúng mày ở đâu? Ngoài bán. Không. À chắc là cậu anh Dũng uống sữa. Okay. Anh Dũng đang bị virus. Không thể bị lây Kazima bị virus. Không thể bị lây được. Đâu ở đây thì à, này, check choa các thứ. Check choa cẩn thận này. Đấy. Bảo là check cẩn thận vãi lồn đây này. Mấy ông đi mẹ, mấy ông Việt Nam hay kiểu đi mẹ vào trong bom thì mẹ chưa check thì một ông lắc thôi, một ông thì chui con mẹ vào gách vào trong gách, một ông thì mẹ vào cắm đít đặt bom luôn. Thằng ngày sớm mướp là chắc. Ờ sớm mướp hay kinh khủng. Nó đa tâm. Thằng này nó đa tâm, nó phải giống kiểu tao. Địt mẹ, đa tâm tao. Như tao nhưng thế thì thằng này level 8 phải ít. Chắc luôn. Cái địt con mẹ mày. Vãi lồn. Ui, đa tâm của tốt vãi lồn này. Mày tên đổi cho nó cái cốc khác. Không thì thằng Nghiệp uống cốc tao này. Nhìn cốc kia nó cốc cánh lăng lắm. Tao là chính mình tao uống rồi đấy. Cả cái studio này.
thằng New Quy ngu vãi lồn, cứ ra bắn nhau với nó làm lồn. Đấy, nó kê lại cái góc này khôn vãi lồn này, kê móc này rất chuẩn này, kể cả để có địch lồn đâu. Không hề có địch móc nhưng mà nó vẫn ngồi kê lại. Sau đầu nó mới đi vào sau, nó cứ chậm rãi, nó không việc gì phải vội cả. Đấy là cái điều mà địt mẹ mày kiếm tầm GE đéo có, chứ đừng nói FMFC. GE chạy ở đây rồi, lại thằng ngu rồi, địt con mẹ mày lại. Bên kia là thằng sâu. Kê chuẩn vãi lồn đi địt. Ô địt mẹ ở đây rồi. Này lại ông America này. Thằng này xấy cũng giống tao cơ. Deep Bang nó xấy cái kiểu tao là quả đấy là tao chết. Căng cái đít cơ mẹ. Ở đây là nó chết. Kia là nó xấy mãi nên không chết giống y hệt mình. Không phải khẩu của nó là bốn xấy. Anh ngồi xấy luôn là hay bị tai nạn rồi. Điên rồi. Khẩu của nó bốn xấy ngon mà. Khẩu của kinh. Thì mày kê nó biết bên kia yếu tiền, nó kê thẳng mít luôn. Sao nào còn đếp ném cái gì ở đây không? U đi con mẹ còn đếp. Còn ném quả chuẩn luôn ấy, còn ném mày ép nó về. Ôi, men lồn thì kia lắc lắm tắt mồm chạy mẹ về. Sợ rồi, rồi xem nó xử lý qua đấy nào nha. Còn này nha, bom rơi khó đúng không? Bỏ đi tặng không? Bodify là phương án duy nhất. Tại vì anh này yêu máu lắm mà nhìn rồi. Thằng kia ngu vãi lồn, ngồi chỗ đấy hở chân. Qua sử mốc đấy hở chân, nó lắc ra nhìn và thấy chân, nó ra nó Bodify chết là đúng. Thấy không, quả này là sao nó không thấy này. Gì? Quả vừa rồi nó không thấy mà. Quả nào? Quả thằng đằng đội đằng sau đi qua đấy. À, thấy thiết lồn là được. Đây rồi, buff flash cho đội đẩy lên. Đi thằng này buff flash hay vẫn buff flash xong nó lại còn địt mẹ nó bắn fake một nhịp cho thằng đồng đội lên để cho thằng kia quay mặt lại nhìn quả flash cơ. Địt con mẹ phải cẩn thận vãi luôn. Quả flash hơi lỗi một tí. Đây rồi, quả flash của ông này thì ném như lồn này, địt mẹ phải. Ôi giời. Thằng này gọi là trai hát sớm ớp. Trai hát sớm ớp. Dạ, một vết 2 xem xử lý thế nào. HDK phiên bản Singapore. Đây này, nhìn quả này biết vui. Địt con mẹ quả smoke hại não vãi luôn. Nó lật qua quả smoke, nó cho cái đi qua này, đi qua chuẩn. Biết ngay mà đúng suy nghĩ của mình luôn, địt mẹ. Này này lại đi vào tiếp. Địt mẹ mày lại đi vòng tiếp vào, lại trốn. Ok đi tìm, đi cơ mẹ mày. Ok đéo biết rồi. Địt mẹ yếu quá, xử lý hay vãi luôn. Địt mẹ mày xử lý hay vãi luôn, địt con mẹ mày khôn vãi luôn. Thôi, thằng này không hack đâu. Thì dạ, bên kia từ 5-14 mà đã 32 mạng con mẹ rồi. Sớm mớp thì cũng có khả năng mà. Ví dụ bên kia mày chuột. Làm gì? Đây kéo cái này cao lên một tí thôi rồi tao xem lời nhắn. À đây này, đây là bạn này, bạn bảo là chỉ mong 500 Pro Studio check xem có phải hack không thôi. Nghĩa là bạn ấy cũng không dám khẳng định thằng này hack hay không. Đấy. Nhưng mà bạn ấy thấy 59 thì anh em cũng giật mình đúng không? Bạn 59 địt con mẹ mày. Mình chưa bao giờ nhìn thấy. Chưa bao giờ mình nhìn thấy thằng nào địt mẹ bắn 559 mạng. Thằng này bắn, thằng Azul này bắn tốt. Nó cần tua thêm vài round đâu. Đấy địt mẹ cái quả bắn đi chuẩn, nó chuẩn vãi cả luôn. Hack đâu, nó rác của nó không hay vậy luôn. Từ từ tua thêm mấy round đấy. 38 mạng rồi, mẹ mà đồng đội mình một. Địt con mẹ ơi. Bên này có thằng Captain America bắn 29 mạng mày ạ. Đéo đùa đâu. Thế là common thằng Captain bắn kinh mà. Ừ. Flash chặn đơn mít hay quá. Ủa tí sắp nha. Thằng này nó có thói quen này. Quen kéo nó bắn đi vào đây. Đây rồi, nó nhìn rồi, nó nhìn quả súng mốc nó biết con mẹ để mít. Mình nhìn mình biết. Mình nhìn mẹ, thế là xong. Với cả suy nghĩ chắc là ông này rank thấp ấy. Suy nghĩ đơn giản lắm mà nhưng mà đoán. Nhìn quả súng mốc này nó ai chẳng biết là để mít. Đầy thằng ném trong giáo này. Thôi thôi bốc vãi rồi. Ném ra kiểu fake ấy. Mày nó nhá rất là chuẩn nhá. Nó nhá kiểu đặt tâm các thứ. Nó nhá kiểu bỏ quắc chuẩn này, ra tâm tường này, đúng cái chỗ để lắc ra. Nào, ném có flash dọa đối phương không? À, ui, địt mẹ lại hỏng rồi, lại đồng đội đấy hy sinh. Thằng này đánh hơi khổ. Địt mẹ đồng đội hy sinh hơi nhiều. Bodify trước. Yếu máu rồi, chẳng bodify. Địt mẹ mày 20 máu. Không bodify ra là bắn cho bỏ mẹ. Rồi kê chậm lại. Chậm thôi anh em ơi. Chậm này kiểu. Chậm thôi anh em ơi. Nào, đặt tâm tốt. Địt con mẹ này. Nào, xem thằng này định làm gì. Phải lồn của smoke này. Thật nghĩ là tai nạn lắm. Địt mẹ mày. Địt con mẹ. Hở mà đúng không? Thằng kia đéo biết đi. Địt con mẹ mày. Còn smoke hở thằng kia đéo biết. Còn chạy qua cái chỗ smoke kín nữa. Địt con mẹ ngu vãi cả lồn. Địt con mẹ vãi cả lồn mình phải to đùng. Địt mẹ phải đứng lên là bắn đi rồi. Địt con mẹ mày mấy ông phải bắn cười vãi lồn.
đi pha về. Mấy hôm này chắc anh ăn đơn một ba. Không biết tầm chắc cũng chôm chôm. Chôm chôm. Bạn hay đấy, đi. Bạn hay đấy. Xử lý khéo. Khéo vãi chưởng. Nhà tham rồi. Ủa đuổi AK rồi. Ủa đuổi AK rồi. Ủa đuổi AK rồi. Cố vãi lồn rồi. Mà tim hơi nặng. Thế mà bây giờ nó lên được 15 đều này. Đi cơ vậy. Lên 1 giây như này. Xem nào. Xem vài bán hay à? Ờ, xem vài bán hay. Lâu rồi mình mới thấy xem được cái demo chất lượng này. Hôm nào người ta kiếm demo Hùng Dương cho anh em mình ngồi phân tích. Người ta là anh à. Tài năng trẻ đấy thì mẹ đi sờ bao sờ bốc bị nó bắn đỡ vào cho còn 47 máu thì đâu phải sướng đi đâu. Bạn đi không? Nè, thằng này không hack được, mà cái chắc rồi. Thì mẹ hack được thì bắn vào sờ bốc thì làm gì có thể bắt được cho máu nào. Còn... Nhìn bọn hack nó đầy kiểu vô lý mà kéo cái thông tin đẩy luôn. Hiếp với mày băng dưới cuốn không? Lồ chết. Ben bật cái game xem bao nhiêu ấy, bật một em đi. Bật cho tao một cổng. Đây đây đây. Cửa sổ. Cái này đi. Để em xem. Xem số lượng thôi. Sao chuột ở đâu ấy. Đấy. Đông chứ, Ben. Đùng lại lìm. Anh em thích xem cái này vãi trưởng. Cái này giải trí mà. Ờ. Giải trí á. Vừa giải trí vừa hay nhiều thứ. Học nhiều thứ mà. Xem demo gặp Melo thì xem thằng này giải trí. Thằng này bắn hay mà. Thằng này bắn hay mà. Công nhận thằng này nó di chuyển. Thằng này là một cái biểu tượng hiếm có mà Việt Nam nên có. Tại vì cái bọn trẻ con Việt Nam hoặc kể cả bọn tay to nó đéo bao giờ nó cẩn thận chỉ kiểu như này, tròn chỉ như này. Chậm lại. Nhìn thằng này bắn à đúng rồi, nếu mà nói thằng này thì nó có thể là nói giống Bunny phết. Đi con mẹ kiểu gọn gàng đéo thừa đâu ác ấy. Bây giờ chậm rãi ấy. Mình bên mình thì mẹ mấy ông GE trẻ con mình bây giờ thì mẹ phi khác đéo gì mấy con ngựa đâu thì mẹ này. Véo 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 một là địt mẹ bắn chết hết, hai là chết con mẹ hết luôn từ đầu rao. Anh nghĩ là thằng này là một cái chim bơ ta làm rốt tu được nên mới phải bắn chuẩn chỉ này. Em nói thật nha, những thằng smurf vui nó bắn phi điên cực. Chỉ để đọ skin thôi. Điên là tao, quá. Tao smurf tao cũng không phi mà. Điên là thằng này bắn chai hát ấy, cứ smurf chai hát. Phải, địt mẹ đéo phi được đâu, mày phải bắn tầm rank này. Như ở như tao ấy, mà đi bắn rank thì tao đéo phi được cơ. Tao phải địt mẹ cho mấy thằng đồng đội để tại vì tao phi lên tao giết được một nhá thì team chắc chắn sẽ thua. Hiểu không? 4v4 nó sẽ thua, còn địt mẹ tao mà sống cuối thì tao mới thắng được. Tao đi smurf hôm trước tao đi ra quán smurf frag bao giờ hơn anh em nhiều lắm đâu. Mà lại còn địt mẹ mày thua mẹ mất trận. Khổ chứ địt mẹ mày tưởng sướng ấy. Ngồi địt mẹ phải suy nghĩ tao thích cái team cái kiểu địt mẹ bắn được đéo đâu. Này đó 90% là không hack. 90-95% rồi. Đến đoạn này thì hack gì nữa tại vì bây giờ nó bốn mấy mạng rồi mà nó tổng là 59 à. 59 mạng. Đây nó thí đồng đội cũng thằng này biết cũng biết cách thí đồng đội chuẩn. Bắn mấy tầm rank này cái quan trọng nhất là phải biết thí đồng đội. Đúng rồi. Thì sao để đổi được nhiều mạng nhất? Không cứ thí mình xử lý được. Ờ. Số cách này địt mẹ quả quá chuẩn chỉ còn này tao hay ném này. Địt mẹ căn hai góc vuông thằng này mình GE đấy. Địt mẹ mình GE nó còn hơn cả GE hiểu không? GE tao thấy đầy thằng GE đéo biết ném quả này đâu. Đây chẳng lên được 8 cái nhịp. Đây chẳng đích sớm của nó, 800 tiếng này. Đây là level 9 cấp mày đúng không? Tao level 9 rồi, đúng không? Lên level 9 đâu. Bịt cơ mẹ mày, thích xỉ nhập bố mày. Là level 9 rồi. 100 velo chứ là level 10. Đấy, đinh, đây cái góc kê này. Góc này tao hay ngồi này. Bịt mẹ kê được 2 điều một lúc này. Đây là góc người ta hay ngồi này. Những cái góc mà như kiểu là đồng đội đéo quá hay banana hoặc là ấy là ngồi đây rất là đẹp đúng không? Mày vừa kê được banana, mày vừa giữ được đường chính, mày căn tham minh lắc ra được. Đẹp vãi lồn mà địt mẹ mày mấy cái thằng óc chó bắn nhiều lúc mấy thằng level 10 cứ ngồi đây sợ bắt đầu rút dao nhảy vào mấy cái góc đầu buổi bực vãi lồn địt con mẹ mày thật sự địt đây là một thằng mà mình nghĩ rằng nhiều tài năng trẻ Việt Nam nên học hỏi của địt con mẹ đặt tầm tốt vãi lồn thế nhưng mà leo bát như này thì team tạo vô địch vài giải nữa rồi đấy đi con mẹ đi con mẹ đây rồi đi mẹ ui đi mẹ di chuyển chuẩn chi nhưng mà đéo hay đặt tâm sát góc này nhỉ đặt tâm sát góc nhưng mà đặt sát nó đúng rồi thì mấy thằng mít nó ra nó toàn nhá chứ nó có ra luôn đâu con mẹ eco sấy tốt sấy chắc tâm đấy. Ông quý kia bắn kẹt đi. Toàn để có khói các thứ đi tạo động nhiều thứ. Em tạo động nhiều rồi. Quá. Thằng này nó cũng chả hát đâu. Bắn cẩn thận vãi lồn.
đấy, bò yệt như tao đi bò lầu luôn. Vớ vẩn đấy, để mổ của tao mày. Đấy, đấy, đây, đấy, giấu tao hết luôn, lại chờ quả sống người ta nó bắt đầu mới bò lên này. Đi mà tao chuyết ra đi như thế này, đi con mẹ mày. Kinh non quay mặt này, nó tránh quả flash được rồi. Đi mẹ nó nghe tiếng giật chốt ở đâu hiệp ạ. Đây rồi, lên từ từ, chuẩn bị giạt ra, quả này chuẩn bị giạt ra, đặt tâm chuẩn này. Quả này nó đặt tâm vào lầu. Nó đặt tâm vào lầu. Đấy, địt con mẹ, nó đặt tâm chuẩn. Đặt tâm chuẩn. Đặt tâm rất là chuẩn. Nào, chuẩn bị ra pick ông mít nhà đen. Ông mít nhà đen đang muốn bắn nhau hay sao nhỉ? Đúng rồi, muốn bắn nhau ạ. Nhá một địt. Địt con mẹ. Địt mẹ nghe. Lát một tâm đặt tâm. Mẹ, nó đặt tâm tốt thế, địt mẹ. Không bất ngờ hôm nay anh em mình quên đi mẹ cái lồn đi, ông nào ném cái smoke chứ. Đi các mẹ ơi, ném cho quả lửa cho em biết. Đi mẹ ném quả lửa để check biết ông nào cho quả smoke vào. Bây giờ thì nó phải đi check lại à, đi cái khổ quá lồn à. Nó biết trên lầu có địch rồi, đi con mẹ buồn cười quá lồn. Mấy ông đồng đội ngu khổ thật. Một quả lửa là xong. Còn cho quả smoke vào để cho địch địch mẹ là có chỗ trốn nữa. Sợ quá lồn. À đây mà biết, biết rồi, đi mẹ mẹ đặt tâm. Đi con mẹ. Nó đặt tâm của mãi lồn. Thằng này xem đặt tâm nó hay đó, thằng Hiệp luôn ấy, thề thằng Hiệp đặt tâm tốt, thằng này đặt tâm thằng này đặt tâm tốt đã luôn, nó đặt chuẩn góc luôn ấy, hoặc là đầy mắt tủ. Đây rồi, em biết, em biết, em biết đại cũng xem mà đây rồi, có thông tin là em biết rồi. Sập tin giống tao đấy, tiền nào nó bắn tạt bớt anh ạ, chứ nó có nhìn thấy ngồi thấy tin gì đâu, tiền nào tạt bớt thôi. Mẹ có mẹ nhìn nhìn thấy đã là ngồi sấy hai bên nữa. Ờ đi mẹ 59 mạng mà cuối cùng lại đéo phải hack, cũng mẹ bất ngờ nhỉ. Đi Facebook mà anh. Tí nữa ra cắt từng demo lẻ nhá, bên nhá. Đéo. Cắt cái gì? Cắt clip. Không cắt thì không mày không cắt, bố mày cắt vào tí nữa cơ mà. Cái này hay mà. Không nhưng mà xem này. Ờ xem này hay. Lâu rồi mình lâu rồi tao phải xem một thằng châu Á và demo nó bắn kiểu kiểu như thế này. Địt mẹ bình thường mấy thằng kiểu GE tao xem thì nó phi khác đéo thì ngựa đâu. Thế nước rồi uống tặng Milo đi. Thôi mày Milo uống béo lắm. Điện uống Milo. Ủa? Đây là Milo Zero. 2v1 địt mẹ xử lý hay vãi luôn nó. Địt mẹ nó nghe thấy thằng kia chạy về mid ạ. Địt con mẹ nó nghe thằng kia chạy về mid phát nó vào bom đặt luôn. Về Zero tưởng mở tủ lạnh đang có Fami hay gì. Mở tủ lạnh đang chống trơn ạ. Vãi cả lồn ạ. Nó chả chống trơn. Nó Yakun. Thôi Yakun đúng một ngụm hết luôn đấy. Tao thằng tao phải uống Yakun. Bởi vì giờ tao đang bị đầy bụng. Không ăn được. Không ăn được là tốt cho mày, địt mẹ. To như con lợn thì địt con mẹ lại còn không ăn được mới ăn được. Là, đây là em chưa siết thôi. Vãi lồn. Đây là anh thả. Cái là cái gì con nhỉ? Mẹ bụng thì to lồn. Vẫn còn địt mẹ phải ăn để tiêu hóa cho tốt ạ. Đến sợ mày. Phải 15 đều cũng xứng đáng rồi. Đấy em phải win. Nè em chỉ thắc mắc là rank này là rank gì thôi. Điều em thắc mắc nhất là rank gì. Tao đang thắc mắc thôi, xem nó hai round rồi anh em mình xem nó rank gì. Đây là kỳ đao. Ui dồi ôi, quả smoke mid địt của đội bạn. Địt con mẹ mày, khác thì bóp lái đồng đội đấy cứ tưởng kiểu kín kín kín. Chạy qua gây thơ. Tao nhiều lần bị bóp lái, có lần tao bị bê tên. Cái lần gì đấy? Cái lần này có mồ tôi đấy ạ. Cái quả smoke mà đứng ở trong bom bê, ném bật tường nảy lên bị long không? Thì địt mẹ mày ném ra rất là chuẩn đúng không? Thằng BT để em smoke cho ném hở của mẹ một cái khe, tao lắc ra địt mẹ nó ngồi nó nhìn tao đứng thẳng không nó ném cũng bật tường, tao nhìn thấy nó ném bật tường tao cũng nghĩ là à thằng này biết ném con này đấy, địt mẹ mày cũng kinh đấy. À thì vô khe nó ngồi nhìn mình luôn, địt con mẹ mày quả đấy là có gió cái địt mẹ mày rồi đấy. Ném thằng này rất là khôn, nó toàn ném con lửa pit địt mẹ mày rất là chuẩn, sát phải cây trái đúng rồi, sát phải cây trái rất chuẩn, biết thằng lầu rồi, giờ đặt tâm ra địt co mẹ chết luôn lầu. Vâng, đặt tâm đây rồi. Địt mẹ biết, nhìn đằng kia chưa nhìn thấy à? Bắn kiểu tay to luôn này. Đây là góc tay to. Nhưng góc này nên đứng lên ngồi xuống, chờ thăm minh đứng dậy đẹp hơn. Góc này thì góc này toàn phải ngồi xuống mà, để cho cái thằng ở pit hoặc đâu đấy bắn trước một turn thôi. Thằng này đứng dậy. Thằng này không ấy. Thằng này không nên... Thằng này AT lên, ra này chắc là cuối chỉ giết 2 mạng, 5-9. Thằng này từ đầu trận giờ nó đéo phi bây giờ, bắn chậm nhỉ, lúc nào nó bắn chậm thôi, BCD cũng không đẩy. Như tao còn hay có nhiều round, tao còn phi nhanh. Chứ tao ít khi tao bắn chậm đến mức như này. Ok, bắn off chuẩn rồi. Lát thằng chuẩn thế đi. Lát thằng bom chậm. Cơ bản nó cũng kinh năm nữa. Đúng rồi, đây là một điều tất yếu. Hack, đồng đội smoke đường chính, ok. Đi qua luôn rồi. Cùng với nhờ đồng đội clear chứ. Nó đang đà rồi. Bắn cho bốt chuối ốc chó. Thở khe. Bắn nó bắn cách chết luôn. Địt mẹ. Đây rồi. Lại ngồi góc này. Lại ngồi góc này hay. Hợp lý vậy. Thằng này tâm hợp lý rồi.
Không quay chuối ngồi đây kê chuối nó quá chuẩn. Đấy, góc những cái góc mà nó dài chỉ cần kê thấp xuống một tí nó không cần kê đầu. Vâng, xong như vậy là kết luận của chúng ta rất đơn giản, đây là một demo rất hữu ích. 59 frag sau 30 round. À đây rồi, xem rank gì. Nó hiện rank không nhỉ? Hiện rank phải có chứ, đi mẹ. Ôi trời, có khán giả bảo thế là hỏi là anh ông tiểu quý ông anh gì mở cửa hai rồi rồi rồi, rồi. Để yeah. Mình gọi điện cho bạn quý bạn gọi điện luôn kéo lên trên tí fan ơi. Rồi đấy, gọi điện cho bạn quý cái thông thông báo với bạn là cái thằng mà bạn ấy nghi ngờ là không hack để bạn ấy có thêm niềm tin vào cuộc sống nhất định. Mẹ nghĩ là 59 mạng ngày lần sau người ta bỏ mẹ game người ta đéo chơi đây chứ. Để yên dí ông Minh bật loa lên rồi. Bật loa lên dí ông Minh bật loa lên dí ông Minh đấy, từ bố gọi điện thoại cho người thân thông số. Bây giờ mình sẽ gọi điện thoại bật ra ngoài thì anh em đang coi đây à. Vâng, em chuẩn bị để anh gọi cuộc điện thoại nói chuyện trực tiếp. Đấy, có số điện thoại bom man luôn, lưu luôn. Điện ơi nhỉ, tiện nhỉ, tiện luôn. Alo, có phải quý không nhỉ? Nói chung là thằng này nó bắn kinh em ạ. Nó bắn từ. Đây rồi. Nó bắn nói chung là cũng phải tầm ngang anh đấy. Thế nên là không hack đâu, đặt tầm tốt lắm. Đấy. Nên em mày có thể lấy thêm niềm tin cuộc sống. Như lúc đầu anh nhìn cái demo mày, anh cũng nghĩ nó hack. Tại vì có phải anh chưa nhìn thấy thằng nào 59 mạng địt mẹ mày 30 nào cả. Phá con mẹ cả kỷ lục của CSGO cái giải LAN nhỉ? Hình như là không, kỷ lục là đang Nico 40 mạng. Ok chưa? Mà rank gì, nó rank gì nhỉ? Ok, nó rank gì nhỉ? Không nhưng có thấy được rank của cái thằng đối diện là nó là gì không? MG2 thằng này sớm mất nặng lắm, thằng này nó phải level 10 với ít là ít mà còn hơn cả level 10 với ít ấy. Với thằng level 10 với ít anh nghĩ còn đéo bắn được kiểu như thằng này đâu. Hiểu chưa? Ok chưa? Ok rồi. Cảm ơn em. Phải mang gặp thú lạ thì có mẹ mình gặp Pokemon ngay. Thì có mẹ mình công nhận. Tự nhiên lại vớ được quả demo phải mất rank MG mà thế này thì địt mẹ rồi. Anh em tình nghi cũng là đúng, địt mẹ công nhận. Mình mà như vậy mình cũng nghi ngờ. Bắn lột thì bắn 60 mạng, địt mẹ trung bình mỗi round nó chết 2. Sợ thật. Đúng rồi, như kiểu đấy, như kiểu em bây giờ nick GE là lick phụ level 10 rồi. Bắn nick nào? Rồi, chúng ta sẽ đến với cả demo tiếp theo. Demo tiếp theo sẽ là của bạn Hoàng Anh. Ra lắc là mồm. Anh em check giúp em với game nhiều hack quá. À đây rồi.